Diệp Lâm Anh bị chỉ trích vì mặc hở đi từ thiện. Bức ảnh Diệp Lâm Anh mặc sơ mi hở vài cúc áo khi đi cứu trợ bị một số khán giả nhận xét chưa phù hợp. Hôm 11 tháng 9, diễn viên Diệp Lâm Anh cùng bạn bè đi Yên Bái trao nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. Cô mặc áo sơ mi trơn, màu xanh biển, trang điểm nhẹ. Tuy nhiên một số hình ảnh trong chuyến đi, Diệp Lâm Anh xuất hiện với chiếc áo mở cúc sâu khiến cô bị dư luận phản ứng. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều khán giả phê bình diễn viên mặc trang phục chưa phù hợp đi thiện nguyện. Tuyệt vời, nhưng cài cái cúc áo cho kín đáo chút còn tuyệt vời hơn. Để cảm ơn chị nhiều vì đã dành thời gian đến tận nơi để cứu trợ cho đồng bào. Em thấy chị nên mặc đồ kín đáo hơn xíu, bỏ trang sức đồng hồ ở nhà hết, chỉ cần mặc một thôi là chị đã tỏa sáng lắm rồi, một số khán giả bình luận. Chiều ngày 13 tháng 9, Diệp Lâm Anh cho biết áo sơ mi bị ướt khi đang đi cứu trợ nhưng cô không có đồ khác thay. Tôi có mặt tại vùng ngập lụt để phụ đồng bào. Điều này cấp bách và thực tế hơn, cô nói. Trước đó, Diệp Lâm Anh đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội khuya ngày 10 tháng 9. Cô cùng nhóm bạn di chuyển đến Yên Bái trong đêm. Nhóm của Diệp Lâm Anh mang theo 1.000 phần quà gồm bánh ngọt, sữa, nước suối, lương khô, dụng cụ y tế, đèn pin. Sau 12 tiếng, họ đến được hai điểm trao quà. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.